Chào các bạn, chúng ta hôm nay sẽ đi tham quan vườn chôm chôm măng cục nha các bạn. Đấy, nhìn mẹ nè. Nè, nhìn mẹ nè, anh đi Sài Gòn ơi. Quay đây đây coi. Dân Thái. Cây Thái còn non. Ruby ơi, muốn hái không Ruby? Ba ẩm anh hái. Đi đi đi. Qua đây ba. Đi đi, cây xuân lên con thấp nè. Nè, Ruby hái đi. Cái trái màu vàng vàng đó con. Cái này chín nè. Ừ. Cái đó chín nè. Rồi, từ từ con. Cái nào ba? Để ba qua chơi đi ha, Ruby hái nha. À, để Ruby hái đi. Anh đi hái không? Trái anh đi chưa chín con, trái anh đi chưa chín con. Còn cái chỗ nào không? Chụp chụp đi. Để con kiếm cho. Kiếm một cục nổ nè. Gì Ruby? Ủa này trên nhãn hả? Trên nhãn hả? Sắp nghe coi, đi qua đây. Đi. Nhãn nha. Thái, Thái. Thái thì nó đông nhiều hơn chứ, mẹ ít đông. Dính trái chôm chôm đã luôn rồi, nay vô vườn ăn đã luôn rồi. Đã quá. Ở phía trong này thấy cái này trái chín nhiều. Cái này cây rồi ta cắt đọt bớt cho nên là nó ra thấp dưới. Cây này dài lắm rồi, già lắm rồi đó. Gốc không thấy không? Gốc bự cắt bớt đọt để cho mà nó không có lên cao á. Nó chỉ tà tà dưới thôi. Đây là chôm chôm mà. Đây là măng cục nè. Chưa có chín. Đâu là măng cục này các bạn. Măng cục này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 muối. Dưới đít nè. Cái bông nó có mấy bông này, nó có mấy muối đó. 6 muối. Quá trời trái. Muối này đẹp nè.
Tẩy lên đi, Cường giữ lại giùm. Quá trời trái luôn. Chứ bà con sâu trên áo em kìa. Đúng. Nghe gì nhìn ngực luôn. Đúng rồi. Đúng. Để em bắt cho. Chết bắt đây chứ. Coi Ruby đi đâu em? Mưa nữa. Thôi. Cái đi về được rồi đó. Mưa nữa trời. Thôi về đi, về đi cá coi đi. Đi ra đi, ta không cho đi.